là em xin chào cả nhà nha. Hai ba bữa nay thì do sức khỏe cho nên là em không có bán lên những cái video mới để bán cho cả nhà. Thì hôm nay em lại tiếp tục quay một cái lô mai dạo Thủ Đức cho cả nhà. Đây là dạo Thủ Đức ghép cốt nhớt, nhưng mà gốc đã liền cốt hết rồi nha, 100% liền cốt nha. Đây cả nhà nhìn thấy nè, đó cái này chỗ là mắt ghép nè, nó liền cốt hết rồi. Thì cái cây nó em để cái ngón cái như cho cả nhà xem nha. Đây cái ngón tỏ của em nè, bự hơn cái ngón tỏ em rất là nhiều ha. Cây thì đã được uống và dựng cái đọt lên rồi, thì cây nó đang làm nụ rất là nhiều. Cái này là chơi Tết ok luôn nha cả nhà. Cái này là mai dạo Thủ Đức, thì cánh hoa của nó là 8-12 cánh nha. Rồi đây, đây em sẽ đo chiều cao cho cả nhà xem nha. Em đo từ gốc ha, 1 gang, 2 gang. Tầm 2 gang rưỡi của em thì khoảng 35-40cm trở lên nha. 40cm trở lên. Rồi, cây này thì đã liền cốt 100% rồi nha. Giá thì em bán là 300 ngàn một cây. 300 ngàn một cây em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Còn nếu ai lấy một cặp á, thì em sẽ bán 550 một cặp nha. 550 một cặp. Đây, tất cả các cây á, thì nó đều được cuốn rễ hết. Em thấy cũng đủ kiểu hết nè. Cao thì khoảng 35cm trở lên nha. Cái này nó đã được dựng đọt luôn rồi nè. Cái tán của nó rất là lùn và thấp ở dưới chân chậu luôn nha, cho nên tán của nó rất là xum xê. Và em đo cái tán ngang cho cả nhà xem nha. Một gang rưỡi của em thì cái tán ngang khoảng 2 tấc á, 2 tấc hơn, 2 tấc mấy á, cái gang em chứ khoảng 8 chứ 2, có hơn 2 tấc á. Rồi đây, rồi ai thích thì liên hệ bên vườn mai của Chích Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà.